Hoa ngữ vẫn tỏa sáng trong các phim của chàng cải biên quá đà. Khi Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 bấm máy, người yêu thích tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung lo ngại vì dàn diễn viên 9X kinh nghiệm diễn xuất còn non kém, và quả thực khi phát sóng, các diễn viên trẻ không đáp ứng được sức nặng của vai diễn. Chu Chỉ Nhược, Trước Tự Đan trở nên nhạt nhòa, Trương Vô Kỵ, Tăng Thuấn Hy viết tâm thư tự nhận diễn dở, chỉ có Triệu Mẫn do Trần Ngọc Kỳ đóng được đánh giá là vượt trội hơn. Thực chất so với những màn thể hiện kinh điển được yêu thích như Giả Tịnh Văn, Lê Tư, Trương Mẫn thì Trần Ngọc Kỳ không thể vượt qua cái bóng của các đàn chị. Tuy nhiên, Trần Ngọc Kỳ có đôi mắt sáng thông minh, phong cách diễn linh hoạt nên phần nào diễn tả được sự kiêu ngạo của quận chúa Triệu Mẫn. Ngoài ra, những cảnh tình cảm của Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ cũng thu hút khán giả. Hiện tại thì bộ phim Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ đang phát sóng với sự tham gia của Quốc Tịnh Y trong vai Bạch Xà Bạch Tố Trinh, Tiêu Yến đóng Thanh Xà Tiểu Thanh, Vu Mông Lung diễn Hứa Tiên. Phim bị chê do phần kỹ xảo dở, nội dung thiếu logic. Cúc Tịnh Y chỉ xinh đẹp nhưng nhạt nhòa, không có được thần thái quyến rũ của yêu xà mà trở thành cô gái ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng Tiểu Thanh do Tiêu Yến diễn lại được lòng khán giả. Trong phiên bản mới, Tiểu Thanh được gắn cho thân phận con gái của Long Vương và đất diễn nhiều hơn. Nữ diễn viên sinh năm 1997 thể hiện vai diễn thông minh, tinh nghịch, dám yêu dám hận được yêu thích hơn hẳn Bạch Tố Trinh của Cúc Tịnh Y. Theo Sina, nhiều khán giả bày tỏ họ còn tiếp tục theo dõi phim là nhờ Tiêu Yến. 2017, Anh Hùng Xạ Điêu được làm lại với sự tham gia của Dương Húc Văn vai Quách Tĩnh, Lý Nhất Đồng đóng Hoàng Dung. Bộ truyện này đã có nhiều phiên bản trước đó và vai diễn Hoàng Dung cũng được thể hiện bởi các diễn viên tài năng như ông Mỹ Linh, Châu Tấn, Chu Ân. Khi mới công bố diễn viên, Lý Nhất Đồng còn bị chê là quá nhu mì, hiền dịu, không có nét tinh quái của nhân vật. Tuy nhiên, sau khi phát sóng, bộ phim nhận được đánh giá tích cực hơn, trong đó vai diễn Hoàng Dung của Lý Nhất Đồng được khen ngợi là sát với nguyên tác. Cô thể hiện được đầy đủ các nét tính cách đặc trưng, nhìn xinh đẹp, thông minh, trọng tình, trọng nghĩa. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, vai diễn này giúp Lý Nhất Đồng lọt vào top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hồng Kông. Khán giả xứ Cảng Thơm đánh giá Lý Nhất Đồng là diễn viên trẻ kế thừa nhan sắc, khí chất của minh tinh ông Mỹ Linh, là người có tiên khí Hoàng Dung nhất trong các phiên bản. Ngoài ra thì Lý Mặt Sầu của Trương Hình Dư trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 2014 cũng được đánh giá cao. Phiên bản này từng bị chê không tiết lời vì hình ảnh màu mè, kỹ xảo lởm, nội dung cải biên loạn xạ. Đặc biệt, Tiểu Long Nữ do Trần Nghiên Hy đóng bị ném đá vì quá béo, với mái tóc búi không đẹp được mệnh danh là Coco đùi gà. Trương Hình Dư có lẽ là điểm sáng nhất của phim này, dù cô chỉ đóng vai phụ, là kẻ ác độc giết người không gây tay. Trong phim, đất diễn của Lý Mặt Sầu được tăng lên nhiều. Khán giả hiểu hơn về quá khứ của Lý Mặt Sầu, nàng vì yêu Lục Triển Nguyên mà sinh hận, vì yêu mà tẩu hỏa nhập ma, vừa đáng hận vừa đáng thương. Nhan sắc của Trương Hình Dư cũng được khen ngợi là mỹ nhân đẹp nhất phim.